mình thấy coi không được rồi mình cũng nhảy vô mình giác. Mình thấy người ta ăn đồng lương cũng bằng mình, mà mình ăn đồng lương cũng bằng người ta, thì mình cũng bao người ta cũng bàm. Rồi mưa ở nhà, đi chỗ làm, ở chỗ làm chứ mưa ở nhà sợ mấy đứa con ở nhà. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Long, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và đây là một cái ngôi nhà mà được một số người dân giới thiệu, thì cái chị này á phải nuôi ba người con nhỏ của mình. Thì chồng của chị thì qua đời và một mình chị phải gánh những cái người con của mình. Và hôm nay thì có hẹn với chị nghe nói chị đi làm hồ á. Có hẹn với chị để gặp chị nè. Em chào chị. Tắt tivi em. Tắt tivi đi. Cho em đeo cái này vô. Ủa chị mới đi làm hồ về hay sao? Đi làm, kể áo rồi, đi làm rồi nhỏ em nó điện á. Điện rồi chạy về. Dạ. Ở nhà em... Chị đi làm hồ hả? Lại đó ngồi đi chị. Ở với con mình đi. Dạ, dạ các anh. Chị năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? 38. 38 tuổi hả? Rồi nghe nói là chồng chị... ngồi đi con, qua đây ngồi nè. Qua đây nè. Chồng chị mất hả? Mắc năm nay nó 6 năm. Xích qua đây nè cho mát chị đấy đó, nóng nắng chị kìa. Xích qua đây nè, xích qua đây nè chị. Xích đến. Mất năm nay là mấy năm rồi? 6 năm. 6 năm. Ôi sao? Nhỏ này mới biết đi lắm đẩm. Ôi sao mất? Bệnh. Bệnh hả chị? Anh mất lúc anh nhiêu tuổi? 37 tuổi. Ba mấy tuổi, vậy là anh năm nay là còn thêm nữa, anh năm nay 42 à. Bệnh hiểm nghèo hả? Bệnh sơ gan. Ồ. Là một mình chị là nuôi mấy đứa con? Ba đứa. Thằng kia đi bán số. Thằng bé lớn. Thằng bé giữa. Này bé giữa hả? Này lớn. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 16. 16 tuổi. Còn bé này? Bé này học lớp 2, 7 tuổi rồi. Con giữa? Thằng giữa 13 tuổi rồi. 13 tuổi hả? Là một mà chỉ có một mình là nuôi ba bé luôn. Hai bé với lại bé kia. Đúng rồi, có nhờ cậy được ai đâu. Tự gán buông trả thì nuôi nó chứ. Giờ ba đứa đi học cả tơn. Chị thì chị không biết chữ nữa. Chị không biết chữ hả? Gán cho nó đi học nên sau này cho nhờ bản thân nó chứ. Mình cái số ghép mình mà làm mướn hoài. Chị làm hồ là chị làm cái công việc gì? Đủ thứ hết, giác cát, giác đá. Giác cát luôn hả? Ôi ơi. Dùng ở quê này đâu phải đất địa thành phố rồi. Mình làm nó an nhàn được. Ở đây thì giác nhiều khi đi đổ đường, giác bê tông, giác đá, giác cát tối ngày luôn á. Mà chị làm nổi không? Nổi. Trời ơi. Một ngày như thế là chị lao động tiền công như thế là bao nhiêu tiền? Có chỗ thơm thảo người ta trả 250, 200. Thơm thảo. Chỗ nào người ta thấy mình cảnh mình vậy đó rồi như người ta cho thêm. Nhưng mà ngày công chính thức của chị người 200. Ta 200 ngàn ha. Thì người ta thấy mình phụ nữ người ta cho thêm 50 ngàn ha. Là chị làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Làm như sáng đi 7 giờ mình đi cái 11 giờ mình nghỉ. Gần thì mình chạy về ăn cơm. Còn xa thì đi đem cơm theo. Rồi chị gì rồi ai sẽ nuôi những đứa bé này, ai sẽ giữ? Như sáng chị ở nhà chị đi sáng 5 giờ chị thức. Chị nấu cơm đồ sẵn, để đồ ăn đồ sẵn tự hâm ở nhà. 5 giờ thức. Thì bé này biết nấu cơm được không? Biết. Biết luôn hả? Như nghỉ hè nó cũng đi bán số mà bữa nay tại xe hư á. Nó đi bán hai anh em bữa thằng cũng 50 tờ số. Thì phụ thêm anh em nó tiền đó thì ăn uống hàng ngày đó. Như nó bán nó ăn như còn nhiều đưa về đưa chị bữa 20, 30. Chị để dành đó cái tủ trường là chị mua sách vở quần áo cặp. Được. Có nghĩa bán số xong ăn được như ngoan, còn như chị để vô cái ống heo. Rồi tới tụi trường đi học. Trường cái chị mua sách vở quần áo cặp. Viết. Thì chị cũng có sổ hộ nghèo mà học ở bên đó thì cái tiền trường thì miễn thôi chứ quần áo mình tự túc. Chị tên gì? Chị tên Lợi. Chị Lợi ha. Rồi con học lớp mấy rồi? Dạ học lớp 9. Con học lớp 9 ha. Dạ. Năm nay con lên lớp 9 hay là con lớp 9 lên lớp 10? Lớp 9 lên lớp 10. Lớp 9 là lớp 10 con thi chưa? Thi được không? Con thi được không? Được. Con nói. Con tên gì? Bé tên gì chị? Ngại quá. Tiết.
Tuyết, bé này là Nhật Anh. Nhật Anh còn còn giữa... hàng kế là Nhật Em. Nhật, Nhật Anh, Nhật Em. Lúc mà anh mất thì Tuyết này mới có nó mới biết đi lắm đẫm à. Mới biết đi hả? Rồi. Lúc ông mới mất thì khổ lắm. Mẹ con khổ dữ dằn. Kể cho em nghe một phần được không? Khổ, nhỏ này nè, bệnh hoạn hoài như sáng. Lúc đó thì chị đi đi hái ớt chứ không có đi bằng hồ. Như cái cuộc sống nó không có ổn định, ớt á, thì tới mùa lúc đó anh còn sống anh làm gì? Thì cũng nướng đất làm gãy làm đồ gì đó mà như lỗ không. Cũng chết để lên khúc nợ chà bá. Cũng làm gán làm bươn chải, trả từ đồng từ cắt cho người ta. Tới đây thì cũng nói chung là cũng còn thiếu một mấy triệu. Nhà này thì nó lúc ổng mất á, thì cái nhà thì dột mưa hết trơn à. Cái chữ thập đỏ ngoài Trăng Long á, người ta thấy gì người ta mới ấy rồi người ta cắt cho cái nhà. Lúc cắt cái nhà này chị cũng không có xu nào dính túi luôn. Dạ. Mấy ông tự làm, ông chú Sáu đuổi cho nó, cái ông cắt lên trên nhà ông muốn nấu cơm cho mấy ông ăn. Có nghĩa cắt được bao lâu rồi chị? Cái nhà này cắt 5 năm rồi. Nhưng mà em thấy cũng còn im ha, trên đó vẫn còn im ha. Thì cây thì nó cũng chỗ này thì cây nó còn mới, còn đây thì cây nó bị ong đục ta. Mấy cái bàn học đó là tự bán vé số mua hay sao? Cái này nhà trường. Nhà trường như thằng này nó học loại giỏi đó. Dạ. Cái nhà trường người ta cho. Cho bàn luôn. Ồ. Thằng này thì học nó loại giỏi không à? Loại giỏi không? Nhật Anh học giỏi không à Nhật Anh? Nhật Anh hay Nhật Em? Nhật Anh. Nhật Anh. Được kỳ rồi, được mấy phẩy? Dạ 8,4. Lớn lên học tính làm gì Nhật Anh? Dạ giáo viên. Giáo viên. Sao lại làm giáo viên? Dạ thích. Thích hả? Trời ơi. Bé này bây giờ năm nay bao nhiêu tuổi à? 7 tuổi rồi. Học lớp 2 rồi. Lúc ba mất thì 1 tuổi, 1, 2 tuổi hả? Lúc ba mất thì bà nội bến bà già, bà năm nay cũng gần 90 rồi. Cái đi làm rồi bỏ cho bà ở nhà, nhưng ỉa đái rồi bà không thấy đường đó. Bà cũng la, cũng chửi, mà thương bà lắm. Bà năm nay cũng gần 90 mà bà bò vô bò ra trong nhà, bà có tật đó. Rồi bà đi không được, rồi bà bò vô bò ra trong nhà. Rồi... giờ bà yếu dữ lắm rồi. Bà lúc đó còn nhỏ thì gỡ cho bà. Nhật Anh với Nhật Em là đi bán vé số là đạp xe đạp. Đạp xe đạp. Gần đây không chị? Đạp bán gần đây không? Chị đi đi bán nào hết thì về. Ngày 50 tờ. Là sáng đi sớm hay gì Nhật Anh? Rồi sáng con đi sớm con bán về trưa sao ăn cơm ở đâu? Chưa có 10 giờ nó về. 10 giờ là hết hả? À. Có khi bán trễ thì 11 giờ hết về nhà ăn cơm. Nhật Anh con bán vé số vậy con gặp bạn con mắc cỡ không? Không hả? Ví dụ bạn con gặp con nhỏ tuổi bằng con này mà bạn con đi ăn rồi con vô con mời con gặp bạn mắc cỡ không? Ngại không? Vô học bạn có nói gì không Nhật Anh? Không hả? Năm nay lên lớp 10, 14 tuổi rồi. Có nghĩa là ai lao động được thì cứ lao động mà. Như nó năm nay nó 16 tuổi nhưng mà theo là năm nay nó cũng lớp 11 đó. Chị làm mà như nó còn nhỏ nó ham chơi á. Rồi nó bỏ học rồi chị cho nghỉ hết năm. Dạ. Cho nghỉ hết năm lớp 6. Bây giờ mới biết là ba má mới biết cố gắng học. Như nó biết nó suy nghĩ là như chị phiên lên chị nói ừ con gái con học cái chữ cái nghĩa mình mới thoát nghèo được. Như mẹ đi làm thuê làm mướn người ta. Từng đồng từng cắt. Gán học mới đổi đời được chứ. Mà đi làm mướn người ta như tao thì đủ ăn hàng ngày tao. Đâu có dư đâu. Giờ nó biết suy nghĩ rồi cái nó học. Chị muốn khóc nữa kìa. Nghĩ là tuổi. Nhưng mà cái công trình của chị là tất cả là nam hết hả? Có nữ không? Nam không ạ? Nam không hả? Có mình chị nữ hả? Chị đi làm gì người ta có chọc đồ chị không? Nói chung người ta không chọc mà như người ta nói đàn bà mà đi mằng ba chuyện nặng được gì đó. Nói chung ai cũng nói chứ. Ai cũng nói đàn bà gì mà giỏi gì ghê. Đi làm gì mà hơn đàn ông nữa. Đi làm nói chung công trình của chị làm nói chung nhiều khi nhiều những người đàn ông làm không có bằng chị.
Rồi một bao xi măng 50kg chị bao nhiêu ký? Chị có 54-55kg à. Chị dắt bao xi măng nổi không? Nổi. Nổi hả? Ờ. Đi thì làm đồng lương người ta cũng ăn bằng mình mà mình cũng ăn bằng ta thì mình cũng dắt chứ mình đâu có bỏ nữ ra được đâu. Ừ. Nhiều khi những người mà người ta biết á. Ừ. Thì người ta xí xá cho mình, ta nói ừ thôi đồng bà đứng ghê rồi đứng qua một bên đi. Mình thấy coi không được. Rồi dạ. Mình cũng nhảy cho mình giác. Mình dạ. Thấy người ta ăn đồng lương cũng bằng mình mà mình ăn đồng lương cũng bằng ta thì mình cũng bao người ta cũng bao. Dạ. Đôi khi chị nghĩ là người ta là có chồng người ta đi làm về người ta nuôi vợ người ta. Nói chung còn là bản thân của chị thì chị thay người chồng thì chị thấy sao? Thì nói chung ra cái số phận mình vậy, mình gắng, mình chịu, mình suy nghĩ nhiều khi cũng tuổi lắm chứ. Mà cũng gắng chịu thôi chứ sao vậy. Dạ. Cái hoàn cảnh mình vậy thì mình cũng gắng, mình nuôi con mình cho nó đàng hoàng tử tế, mình gắng mình làm chứ sao vậy. Chị có dự định là mình bước thêm bước nữa để kiếm người phụ lo cho các bé không? Không, không. Chị nói chung ra trừ khi ngày mà ba mấy đứa này mát, chị cũng thề trong thâm tâm chị nói chị gán chị làm chị nuôi con, nếu mà chị bước thêm bước nữa sau này con của mình nó đâu có quan trọng mình đâu, nó sẽ xem thường mình. Như những người này người kia nói ừ sao mà không kiếm người lo tiếp, nó ai kiếm người lo tiếp vậy, con mình nuôi mà chắc mình nuôi con người ta không, mình nuôi con người ta không mà biểu người ta nuôi tiếp con mình. Dạ. Nó khó lắm. Dạ. Nói chung cơm mình ăn à, chứ mình không ăn cơm của ai chứ. Mình ta cho mình ăn cái chén cơm, người ta cũng cái này cái nọ. Chứ đâu phải người ta cho mình ăn không đâu. Nhưng mà tính ra đối với chị thì là một người phụ nữ còn trẻ nè. Còn rất là quãng đường sao còn rất là dài. Không, chị thì chị không có suy nghĩ bước thêm bước nữa. Ừ. Dám làm nuôi con chứ không có suy nghĩ. Cái chuyện đó. Không suy nghĩ luôn hả? Không. Như nãy giờ trao đổi chị thấy chị mạnh dạn ghê á. Nói chung ra cuộc sống khổ sở quen rồi phải cứng rắn lên chứ mình mềm yếu quá mình sống không nổi. Dạ chị. Cứng rắn kiên cường lên chứ giờ sao vậy? Con thấy mẹ đi làm gì con thương không Nhật anh? Thương nhiều không? Ừ. Mỗi ngày chị làm 200.000 thì chị phải tiêu tốn bao nhiêu tiền ha? Chi phí có khi ngày trăm ngoài. Tiền dạ. Đồ ăn, đồ uống, tiền này, tiền kia. Điện, nước. Mà em thấy nhà của chị á, việc chị đi làm một ngày 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà nhà của chị vẫn gọn gàng ngăn nắp à. Đó thì cái công việc hàng ngày của chị nó diễn ra từ lúc mấy giờ? Như chiều chị đi làm, sáng chị đi làm thì trưa giờ chị mệt quá thì chị nằm một chút. Cả 12 giờ rưỡi là chị đi. Chị đi tới chỗ 1 giờ. 1 giờ chiều 5 giờ chị về. Dạ. Nhiều khi làm cái công chuyện quản sớm đó, người ta cho nghỉ sớm, nhiều khi 1 tiếng, nửa tiếng. Rồi mình về mình tận dụng, mình làm, về là mua đồ ăn, về là làm cho mấy đứa nó ăn cơm trước. Ăn cơm trước xong rồi chị cúng xong rồi chị mới ăn cơm. À, cúng cho anh hả? Chị cúng xong rồi chị ăn cơm rồi chị mới quay ra nhà cửa, lau nhà, lau cửa này kia rồi. Nói chung thì cũng la mấy đứa này làm tiếp, nó khổ tiếp. Nhưng mà em thấy nãy giờ trao đổi với Nhật Anh thì chị rất là, có thể là chị trong con cái chị rất là nghiêm khắc và dạy mấy nghiêm đứa lắm. Trẻ rất là ngoan. Nói chung chị nói đi học mà quá giờ gì chị cũng quýnh. Như dạ. Thời hạn đi học 11 giờ ra khỏi trường đi về thì về nhà phải tới nhà 11 giờ rưỡi. Nếu mà 12 giờ là ăn đòn. Nói chung mình sống mình phải nghiêm khắc chứ để con mình nó liêu lỏng, nó tụ tập rồi mình khổ cho ai khổ. Nói chung mấy đứa này cũng ngoan hiền cũng được lắm, nó không có cũng như mẹ nói thì nghe chứ không có cãi. À, bình thường ngày xưa giờ làm hồ thì em cũng thấy nữ rất là nhiều. Mà để làm những cái công việc mà bóc vét xi măng giống như chị thì chắc có lẽ là người đầu tiên mà em thấy đó. Nói chung có thằng thầu kia kìa nó cũng bà đi qua tôi làm đi rồi tôi giao chuyện nhẹ cho bà làm. Nói chung mình làm thì cũng có trước có sau. Thầu á thì mình xin vô thì rất khó. Như nữ nào giờ người ta không thấy mình làm người ta đâu có biết đâu. Rồi người ta thấy mình làm người ta thích. Người ta thích mình làm cho người ta. Mình làm thì có tình có nghĩa.
như lúc không có chuyện làm người ta cũng tạo điều kiện có không cho ăn chuyện làm cho mình làm, giờ mình bỏ đi lần chừng coi sao được. Chị xây được không? Chị nói chung thì bập bẹ ba cái đó thì nói chung phụ lúc phụ dư đó thì chị xây chị thôi cũng được. Ồ như tiếp á. Dạ yeah. Như phụ dư mình thấy rảnh á, chị có bay có đồ sẵn đem theo, như mấy ông là không kịp thì mình cũng dư hồ dư rồi đó mình chụp mình tô tiếp. Chị năm nay là bao làm hồ bao nhiêu năm rồi? Làm hồ năm nay cũng 5-6 năm gì à. Từ khi anh mất là chị đi làm đúng không gì? Ổng mất á thì lúc đầu thì chị đi bé ớt, đi hái ớt mình thấy cái cuộc sống nó không có công chuyện ăn, nó không công chuyện làm, nó không có đều á. Mình suy nghĩ mình xin vô đi làm hồ thì mới có công chuyện đều đều mình làm, như mệt mỏi chủ nhật thì mình nghỉ được, còn bé ớt thì tới mùa mới có, đi trồng ớt đồ cũng tới mùa mới có. Rồi thay thì lúc đầu chị xin vô khó lắm, nhưng người ta không biết mình làm á, biết làm á, rồi xin vô hơi khó, rồi xin vô làm được một thầu cái đầu mình xin vô được làm hoài. Em thấy ngôi nhà của chị cũng cũng nói chung cũng ổn, nhưng mà vòng vòng em uống cà phê cũng nãy cũng uống cà phê gần đây với bạn này cũng có hỏi về cái hoàn cảnh của mình. Nói chung là mình là tất bật đi làm từ sáng đến chiều luôn, mà ai cũng nói là chị rất là siêng năng, dạy mấy đứa bé nó ngoan vậy. Hôm nay đến đây mới chứng kiến thật gì nè. Nếu như mà có mơ ước thì chị Lợi sẽ ước cái điều gì ta? Nói chung ra thì chị cũng ước cái nhà ổn định cho con mình nó ăn học rồi mình đi làm nó cũng ổn định hơn. Nói chung ra nhà chuyện gì chứ mưa xuống cũng tạt ướt hết. Yeah. Mưa lớn thì cũng tạt ướt cái tầng. Nói chung đi làm rồi mưa ở nhà, đi chỗ làm ở chỗ làm chứ mưa ở nhà sợ mấy đứa con ở nhà. Chị nói chuyện nghe gan trai luôn á. Thôi bây giờ thôi chị dắt cho em đi vòng vòng con ngôi nhà của chị nha. Hai bạn này là người ta chị đeo này, đi chị đeo. Học mấy đứa đi học rồi ta cho không á. Ồ cái này là di ảnh của anh đây hả chị? Dạ. Anh mất thì chôn ở đâu? Ở ngoài sao. Ồ này là bên chữ thập đỏ cho hay chị? Chữ thập đỏ. Ừ. Tủ lạnh mình mua luôn ha. Không, tủ lạnh này của bà mẹ bà cho cũ ngày em nó mua. Dạ. Nó mua cái mới cái nó cho cái này xài. Ồ, hai bé ngủ đây hả? Ừ. Rồi chị ngủ đâu? Chị với bé gái ngủ đây. À. Còn hai bé nam ngủ ngoài trước. Dạ. Rồi chị làm gì mua gạo sinh sống luôn hả? Ừ. Gạo thì nói chung ra bây giờ người ta cũng làm phước. Đi gầm được á. Gầm này là để mà cho chị ngủ hả? Hai đứa lớn ngủ đó. Dạ. Như gầm đồ đó chị đi làm người ta không có, người ta cũng chở đó nha. Này sao chị làm này đây? Nóng á. Thiết cái đó nóng nên chị lấy cái này chị che. Dạ. Thôi em thấy nhà chị cũng gọn gàng ghê à. Mình có đất cát không chị? Thì có thẻo đất đây ông chồng ổng chia của bà già chồng đó, cái nền nhà ở đó đây thẳng ra sau đó. Dạ. Lần đầu tiên mà em thấy một người, hôm nay là chị làm rồi giờ này gần xong chưa? Chưa, tại chị xin á về chút á. Chị làm gần đây không? Ở trên Đăng Quế á. Ồ xa dữ hả? Ở không không có hẹn chị là không bao giờ gặp ha. Không có gặp đâu, chủ nhật đôi chị cũng đi làm chứ đâu có nhà đâu. Chủ nhật đi làm luôn hả? Ờ. Như công trình không có sở làm mới nghỉ thôi chứ có sở làm là chị đi làm hoài. Dạ. Có nghĩa là hết chỗ này mất qua chỗ kia làm. Đúng rồi. Sở thất nghiệp đó. Sở thất nghiệp. như công trình mà không có sở làm là chị buồn chị ngầu lắm. Người ta một người đàn ông mà nuôi ba người con là đã hiếm rồi, mà một mình chị mà nuôi ba bé luôn. Ồ. Nói chung bên chồng cũng khổ, rồi bên mẹ ruột cũng khổ. Chị có mấy chị em? 4 chị em, rồi anh em ai cũng khổ hết trơn. Người đâu có nhờ cậy được ai đâu. 4 chị em gái không hả? Ba em trai chị lớn. Dạ. Nhà này là cất 5-6 năm mà nhà tình thương cất cho hả chị? À nhà tình thương. Ừ. Chữ thập đỏ. Nói chung cây dáng đâu chị cũng đâu có đâu. Cũng như anh em chòm sớm rồi người ta cho ngự khúc cây tươi đó.
cũng đâu có bào đâu có gì đâu, rồi chị đi làm về về lót thí mẹ gì đó, cái rồi chị bữa nào chị đi làm về chị cũng lấy nuôi vẽ chị chùi chị lau tứ phi, rồi ba cái mạc á nó rụng bớt rồi nó mới được gì nè, chứ là cây là khỏi bào luôn, khỏi bào luôn mà. Con nãy tên gì quên mất tiêu em quên rồi. Tuyết. Tuyết. Tuyết ơi, học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con học lớp 2. Dạ. Con thương mẹ không? Thương. Thương nhiều không? Nhiều. Con biết ba con không? Biết. Biết hả? Nhớ ba không? Nhớ không? Thương nhiều cái này sao đâu nói nghe ơi. Hàng ngày là con đi học là mẹ đưa rước hay là con tự đi? Anh hai chở con đi học. Dạ. Trường con gần đây không? Gần. Gần ha. Anh hai gọi ai rước con về? Có khi con đi bộ. Ồ. Đi bộ rồi người ta bắt cóc rồi sao? Quen rồi. Con quen rồi ha. Rồi con đi ngoài đường con sợ xe không? Không. Không sợ xe luôn. Con năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 2. Ồ, năm nay học lớp 2, đứng lên đây, đứng lên rồi, đứng lên đây. Ồ, có học được lãnh giấy khen không? Có. Dạ có. Ồ, ngồi xuống đi, chị dạy mấy bé ngoan thiệt luôn á. Dạ có luôn ha. Rồi coi lớn lên con làm gì để mà con phụ mẹ mình? Con không biết. Con không biết hả? Bây giờ con đi học được ngày được nhiêu tiền, nói cho chú nghe. 10.000. Bà mẹ cho 10.000. Dạ. Thì con ăn gì? Đi học người ta có ba mẹ rước con tự đi về con buồn không? Không. Sao không buồn? Có khi có bạn đi chung. Có khi có bạn đi chung nữa ha. Dạ. Con quải cái cặp nặng gì con đi nổi không? Nổi. Nổi không thiệt không á? Thiệt. Mà học lớp 2 đọc chữ chạy chưa? Dạ. Đâu lấy cuốn sách đọc cho chú nghe thử đoạn nghe được không? Lấy cuốn sách nào đọc cho chú lấy nghe? Lấy sách đọc cho tiếng Việt đọc cho chú nghe được không? Được không? Giờ chú kiểm tra luôn nè, chú làm thầy giáo chú kiểm tra luôn được không? Học chị không biết chữ rồi chị đâu có dạy đâu. À, là mấy đứa này về dạy em. Mà đưa dạy nhiều khi nó chứng nó cũng không nghe rồi tự nó học luôn. Nè, đọc cho chú nghe coi. Thôi được rồi, chọc chơi đó. Chắc gặp cũng mắc cỡ đúng không? Nói chung là thôi như thế này, chắc hôm nào em lên chị làm công trình em lên gần em xem thôi như thế nào hơn. Thì hôm nay em đến đây biết được cái hoàn cảnh của gia đình mình, và em cũng nghe những người hàng xóm nói chị thì thường đi làm gọi là đầu tắt mặt tối hết à, làm từ sáng sớm cho đến chiều hôm mới về đó. Thì em thì có dịp trở về đây mới biết cái hoàn cảnh của mình. Thì em thì không biết nói gì hơn. Chúc chị luôn có một cái sức khỏe tốt, dồi dào ha. Dạ. Để mà lo cho các bé nó một nói vậy chứ. Thật ra thì xem như thế này chứ một mình chị cả là một gánh nặng trên đôi vai. Ngày nào mà chị nghỉ làm thì ngày hôm đó coi như là buồn lắm nha, buồn lắm. là thất thu không có việc làm luôn nữa. Và chị lại dạy các bé ngoan như thế này. Em thường gặp người đàn ông mà chăm ba đứa con, hôm nay gặp người phụ nữ như chị mà lại mạnh mẽ như thế, chồng bỏ đi thì lại ở vậy lại nuôi con luôn ạ. Nói chung là em rất kính trọng chị. Và hôm nay đến đây đến cái hoàn cảnh gia đình của mình á, thì em thay mặt cho chị giấu tên ở Canada ha, gửi cho gia đình mình 1.000.000 đồng để mình có cái coi như là mình hỗ trợ. Trước tiên là mình hỗ trợ sách vở cho cái năm học mới cho các bé ha chị ha. Chị này ở Canada giấu tên nè, em gửi cho chị nè. Ừ, cảm ơn. Chị có muốn nói lời nào không? Chị cũng cảm ơn cái chị mà đã hỗ trợ cho chị. Chị cảm ơn rất nhiều. Chị nói chung thì cái hoàn cảnh của mình, chị không biết chữ biết nghĩa. Mà như người này người kia nói ừ sao không làm đơn xin cái này cái nọ. Chị thì không biết chữ, mình đâu có ai hướng dẫn đâu. Cũng khổ. Nói sợ thâu thôi, giờ mình với ông bà phù hộ cho mình mạnh khỏe. Mình có công ăn chuyện làm đều được rồi. Nhiều khi cái cảnh khổ của những người khác ta còn khổ hơn mình. Mình được gì mình cũng, nói chung ra mình cũng có phước lắm rồi.
nhiều khi người ta còn có tật có nguyền. Ở trên Tân Quới á, chị làm chung với cái thằng đó, nói chung nó cũng có vợ hai đứa con, mà nó nhỏ xíu à, nó nhỏ như nhẵn vậy đó. Mà con vợ thì mù, thêm hai đi, thêm hai đứa dạ. con nhỏ nữa. Nói chung đồng hoàn cảnh thì mình cũng thương xót lẫn nhau, chứ không phải là mình cái cảnh mình khổ mà mình không thương người ta. Nói chung mình cái cảnh mình khổ rồi mình thấy ai khổ mình cũng thương. Ê, hôm nào em ghé thăm gia đình mình nữa nha. Nói chung là ôi em chào gia đình mình, chúc gia đình sức khỏe, chú chào con nha. Chú chào Tiết. Bye bye. Cảm ơn cô không? Thôi chào cô bác cô anh chị. Xin chân thành cảm ơn một chị giấu tên ở Canada đã hỗ trợ cho gia đình của chị Lợi để mà có cái tiền để mà mua sách vở cho các bé học ha. Chào chị ha.